Đây là món bắp nếp xào ruốc, một món ăn vặt, một món ăn đường phố mà Đầu Đỏ tin là ai cũng thích ăn, và đặc biệt là các bạn trẻ ha. Vậy hôm nay mình cùng vào bếp làm với Đầu Đỏ món bắp nếp xào ruốc ha. Và để mình làm món bắp xào này thì thành phần nguyên liệu chính đó là bắp ạ. Bắp ở đây Đầu Đỏ sử dụng là 300 g ha. Ruốc khô là 20 g, 50 g hành lá và 5 đến 6 7 cái đầu hành như thế này và một quả ớt sừng. Rồi ngoài ra mình còn có đó là bơ thực vật và tương ớt, đường, muối, hạt nêm và dầu ăn ha. Và bắp hôm nay Đầu Đỏ sử dụng đó là cái loại bắp nếp màu trắng như thế này. Nếu các anh chị nếu không thích bắp nếp thì mình có thể thay thế bằng bắp Mỹ mà có loại bắp màu vàng ha. Nhưng đối với Đầu Đỏ thì Đầu Đỏ thấy khi mình xào thì mình thấy cái loại bắp nếp này thì ngon hơn. Đầu Đỏ thấy ở ngoài thị trường thì người ta có cái loại bắp tím như thế này nè. Bắp này thì để xào cũng ngon nhưng mà nó không ngon bằng cái bắp nếp này. Bắp tím này thì mình luộc thì sẽ ngon hơn ha. Ở đây thì Đầu Đỏ đã tách sẵn cái phần bắp của mình ra rồi. Còn nếu mình muốn tách thì mình tách bằng cách như thế này. Và tách cái này thì cũng dễ thôi ạ. Trước tiên là mình dùng cái dao nè. Mình lấy một hàng trước ha. Đấy, lấy một hàng trước như thế này. Rồi tiếp theo mình cứ làm như thế này thôi. Mình dùng dao mình lấy là nó sẽ ra hết ạ. Làm hết thì thôi ạ. Đó, mình cứ mình dùng dao mình lấy như thế này là bắp của mình, cái hạt bắp của mình nó vẫn còn nguyên hạt, nó không bị nát ha. Đó, như thế này ạ. Đó, nó sẽ ra những cái hạt bắp như thế này đây ạ. Rồi đây là cái phần này là Đầu Đỏ đã chuẩn bị sẵn xong rồi. Mấy cái phần này ha. Về cái phần ớt sừng này mình có thể thay thế bằng ớt bột nha. Nếu mình ăn cay được mình có thể thay bằng ớt khô đó thì sẽ ngon hơn ạ. Đây, đây là cái phần ruốc khô. Những con ruốc này người ta chưa có tẩm ướp ha, và người ta chỉ mới phơi khô thôi. Và người ta chưa có sơ chế. Ở ngoài thị trường thì nó có cái loại mà ruốc người ta đã sơ chế rồi, người ta tẩm ướp gia vị rồi. Còn cái này Đầu Đỏ mua là người ta chưa có tẩm ướp. Nên bây giờ mình phải sơ chế cái phần ruốc này trước nha. Mình dùng một cái chảo nha, mình để cho chảo mình nó hơi nóng nóng một tí ạ. Rồi sau đó mình cho ruốc vào. Rồi mình đảo đều cái ruốc này ha. Mình đảo trên bếp khoảng là 5 phút ạ. Mình để lửa vừa thôi. Mình nhớ mình tao cho cái ruốc mình nó, khi mình ăn thử mình thấy cái ruốc mình nó hơi giòn cứng lại là được ha. Cái này mình không có cho dầu gì nha, giống như mình rang cái con ruốc này cho nó khô ạ. À, cho nó giòn con ruốc lại á. À, con ruốc mình rang khô như thế này là được ha. Mình tắt bếp nha. Rồi tiếp theo nữa là mình đổ cái phần ruốc này, ra trong cái rổ ha. Mình đổ cái ruốc mình phần ra cái rổ như thế này nè. Mình nhớ là mình chà đi, mình chà cho cái phần đầu của cái con ruốc á. Rồi nó rớt ra, chứ không không mình ăn là nó rất là sảm à. Nên mình nhớ chà nha. Mình chà trong cái rổ, mình có cái rổ nhỏ nhỏ thôi. Mình chà mục đích để cho cái đầu của ruốc nè, nó rất là nhọn á, nó sẽ rụng ra. Đó, sau đó mình sảy sảy đi. Đó, các anh chị thấy không? Đây nè, nó rớt những cái phần này xuống nè. Còn nếu các anh chị mà mình mua cái loại mà ruốc người ta chế biến sẵn, người ta tẩm ướp gia vị sẵn rồi thì bỏ qua cái công đoạn này ha. Tại Đầu Đỏ mua cái loại ruốc là người ta chưa có sơ chế. Chế xong cái phần ruốc thì mình chuẩn bị là mình sơ chế cái phần là bắp luôn. Ở đây mình chuẩn bị cái nồi nước sôi. Mình cho hết cái phần 300 g bắp và mình luộc. Rồi, mình luộc cho bắp mình nó chín nha. Bắp xào mình đừng có lựa bắp già quá ha. Bắp vừa vừa thôi cũng đừng có non quá ha.
ở đây đậu đỏ sử dụng là bắp nó không non mà cũng không già lắm. Đậu đỏ luộc trong vòng 10 phút ạ. Mình để mình luộc, mình qua chuẩn bị cái phần khác nha. Rồi mình đi chuẩn bị cái phần mình cắt cái đầu hành lá này. Rồi mình cắt xong mình cho vào trong chén. Mình đi cắt hành lá luôn ha. Bắp xào là không thể thiếu hành lá. Mình có cắt nhỏ thôi. Rồi, mình cho vào trong chén. Về cái phần ớt sừng này mình cũng cắt nhỏ ra luôn ha. Thường thì xào bắp người ta thường cho ớt khô á. Cái loại ớt khô này sẽ ngon hơn ạ. Nếu các anh chị nó ăn cay được á thì mình thay thế bằng ớt khô ha. Còn lấy đậu đỏ cho lại cái ớt sừng này. Mình cắt nhỏ xong mình bông nhuyễn ra. Mình cắt sợi xong rồi mình cắt nhỏ lại ha. Mình cắt xong mình cũng cho vào trong chén. Rồi mình quay qua mình coi thử cái nồi bắp luộc của mình nó đã chín chưa nha. Ở đây đậu đỏ đã luộc được 10 phút rồi ạ. Mình thử thử hạt bắp của mình nó chín chưa nha. Mình ăn thử và mình thấy cái hạt bắp của mình nó trong á. Là bắp của mình nó chín rồi ạ. Rồi sau đó mình tắt bếp nha. Sau đó mình đổ bắp mình ra cái rổ để cho nó ráo nước ha. Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình đi xào bắp ha. Rồi mình bắt cái chảo lên bếp, mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho hết cái số đậu hành lúc nãy mình cắt cho vào đây ha. Rồi mình phi cho thơm cái đậu hành này nè. Rồi hành nó vàng rồi, mình cho bắp vào nha. Sau đó mình đảo đều lên. Mình cứ để lửa vừa thôi ạ. Mình cứ tiếp tục đảo đều nha. Mình đảo để cho bắp mình thấm dầu á. Bắp này đậu đỏ tao trong vòng 4 phút rồi. Bây giờ mình nêm gia vị nha. Đậu đỏ cho vào đây là 1/2 thìa cà phê hạt nêm. Và một tí xíu muối ha. Ít hơn 1/4 ạ. Và 1/2 muỗng đường. Rồi sau đó mình tao lên nè. Mình đảo đều cho nó ngấm gia vị ha. Mình tao xong rồi mình nhớ là lúc này là mình nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị của mình nha. Rồi khi nêm nếm cái phần gia vị xong, đậu đỏ cho cái phần ớt như thế này nè, ớt sừng ha. Ớt này nó không cay lắm đâu ạ. Rồi bắp của mình đã gần chín xong hết rồi. Mình cho cái phần ruốc khô đây nè, mình cho vào trong phần này hết luôn nha. Rồi mình lại đảo đều lên. Khi cho cái ruốc khô vào rồi, mình đảo khoảng là 30 giây nữa là mình tắt bếp ạ. Mình đừng cái đảo khi mà cho ruốc vào, mình đừng cái để trên bếp lâu quá thì ruốc của mình nó sẽ đóng cục lại á. Một muỗng cà phê bơ thực vật vào này nha. Cái bắp xào là mình phải dùng bơ thực vật thì nó mới thơm. Còn nếu các anh chị không thích bơ thực vật thì mình có thể thay thế bằng bơ động vật ha. Rồi lúc này mình tắt bếp nha. Cho bơ vào là mình tắt bếp, cái độ nóng ở trong cái chảo nó sẽ tự làm chảy bơ ra. Rồi cuối cùng nữa là mình cho cái số hành lá này vào. Rồi lúc này là đậu đỏ đã tắt bếp rồi ạ. Mình chỉ còn cái sức nóng của bếp thôi. Mình tao cho nó chín cái hành lá này luôn. Rồi như thế này là xong rồi ạ. Rồi bắp xào của mình đây ạ. Rồi sau đó mình cho ra dĩa ha. Đậu đỏ đã hoàn thành xong dĩa bắp xào ruốc như thế này rồi ha.
Và bắp xào mà khi ăn thì mình không thể thiếu tương ớt ạ. Là mình cho tương ớt vào đây nha. Đậu đỏ, mời tất cả các anh chị và các bạn mình dùng thử ha. Và đến đây Đậu đỏ xin chúc tất cả các anh chị em và các bạn mình làm món bắp xào ruốc để thành công ha.